Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta cùng xem tài dứt điểm của trung vệ Victor Kamhuka. Wow. Victor Kamhuka. Người đang bắt gôn đó chính là Paulo Pinto. Yes. Bây giờ là cú dứt điểm của Henrique. Úi giời, thủ môn Paulo Pinto đã bay người cản phá cú đá phạt vừa rồi của Henrique. Lượt Victor Kamhuka. Bóng trúng sang ngang, rất tiếc cho cú dứt điểm vừa rồi của Victor Kamhuka. Dáng đứng rất giống Ronaldo. Rồi. Cú đá vào sang ngang của Henrique. Kamhuka là một trung vệ, chính vì thế mà những cú dứt điểm vừa rồi không thực sự tốt một cầu thủ đá ở vị trí trung vệ. Rồi, một cú dứt điểm đã đánh lừa hoàn toàn thủ thành Henrique. Đây là Paulo Pinto. Bây giờ tham gia buổi đá phạt này còn có anh Phúc trợ lý ngôn ngữ. Giờ vào vẫn chính xác. Và trợ lý huấn luyện viên Tanasi Zevic. Đấy, đang bàn chiến thuật để đánh lừa thủ môn. Thủ môn là Henrique các bạn nhé. Đúng là cú sút bóng của một cầu thủ nghiệp dư. Thôi, còn bây giờ xin chào tất cả mọi người.